giờ chú con hốt hoài, chú hốt hoài mà hỏi như cho thấy một hơi bụng gì hỏi lên một cô nó không cái nổi gì vậy, kêu tự nhiên cái lên cái kêu trợn mắt lên la lên, nó bố kêu mấy đứa nhỏ con ba, con bé ơi qua đi ba, ba mệt quá rồi, mình mẹ một tí thì mắc chở vợ đi khám bệnh, trời ơi tay chân mẹ mình mừng muốn chết, bố đâu mềm đó, bố đâu mềm đó, cứ nhắc luôn, tự nhiên sụi ai cho ra luôn. Nói tay rồi mềm dẻo lại. Nói vậy mình đi đào đớn. Chú đi chính xác là 10 giờ không? Chính xác 10 giờ 15 con. 10 giờ 15. Chết là 10 giờ 15. Dạ. 10 giờ 15 cô kêu đôi tay cô kêu miệng ổng á, cô kêu vô có miệng cô thở, cô có nó ngoài vậy đó không còn. Cái con chó kia là cô chú nuôi lâu chưa? Trời ơi, ông cưng chó hồi nào sáng này cũng biết không? Nó vừa, ổng vừa mà cho bị mất sức rồi, trời chết đó. Là con nói đó, con để tay nó xu á. Nó nhảy lên nằm đi. Liếm, liếm, liếm mặt rồi, nằm trên đầm. Trời ơi, xu 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 xu. Nó cứ quanh quẩn quanh chú. Như con nè, nó lên lên lầu rồi, nó liếm ba ông nội đó nè. Tại ông thương chó lắm, khoái chó lắm, khoái nuôi chó lắm. Hồi xưa mình con mới sanh này ra được nó điện tuổi 2 tuổi rồi ông nuôi 9 con cho nhục. Một mình nó chăm sóc 9 con. Đi làm gì làm về cái là lo tắm rửa cho chó. Giờ ông bệnh ông được chăm sóc chó, ông buồn chờ chú ao tôi được khỏe khỏe tôi chú nuôi. Tôi tắm rửa cho tụi nó, tội nghiệp mấy đứa con nó lo tội nghiệp quá. Có lời cho nó luôn, để dùng cây luôn, để bàn cho nó luôn. Con định đeo tang có nãy liếm liếm mặt ông nội nên nó liếm lên liếm rồi liếm mặt ông nội vô. Trời ơi nó lên quào mặt ta, ta nằm nó lên nằm khác luôn chẳng luôn à. Rồi đi rồi trưa này nè đúng 10 giờ 15 phút rồi mà ba trợn mắt lên 10 giờ 15 phút. Không biết nó đâu ra đốt đi ơi. Có đốt Diệu rồi biết sao. Diệu. Thằng gì chị? Con lên coi coi phải không ạ? Thằng của chị hả? Con. Tên là Tuấn Mai Lê Thanh Tiến 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 tới Tiến ơi Tiến cho anh hỏi Tiến một xíu rồi con ở đây đó có gì cho em bánh canh rồi hỏi tao mẹ rồi Tiến ơi em là những người mà chăm sóc ba con cũng có thời gian dịch các thứ ở trên thì cũng gặp nhiều khi cái công việc của em bị ảnh hưởng á, em chăm sóc gia đình á thì em thấy ba như thế nào á và thấy em cảm thấy cái tình cảm của chú mẹ em dành cho nhau á như nào một chia sẻ thì nói chung ba em là bị nay là thực sự là bị nay là 14 năm lúc trước là ba còn nói chung là tắm rồi ấy ba là em hết rồi ba em hết rồi sau này về đây thì có mấy anh chị em thì có người qua phụ một chút cũng ấy như ba nha thì ra thì nói về mà cái tình cảm á thì ba lúc nào cũng có chứ thương mẹ mà nói chung là hỏi mẹ đi đâu mà vắng nhà chút xíu là ba hỏi à lúc mà cần biết á cần nói chuyện được á là cứ bước ra khỏi nhà chút xíu ủa mẹ đâu rồi cũng hỏi. Nói chung là ba yếu từ lúc hai bữa chính xác là ba miếng là ngày 27 Tết là ba yếu. Yếu là tức là không ăn cơm được. Chứ kêu tới là hỏi ba biết con là ai không thì vẫn biết. Rồi mình hỏi biết cháu ba ai biết hết nhưng cái là không nói. Lúc đó là cứng lưỡi rồi ra không nói. Thì tụi em cũng có cho ba uống thuốc thì cũng đỡ được nhưng mà chỉ mấy ngày sau đó thì trước Tết là ngày 29 Tết đó là bắt đầu con cháu mới lên chơi. Lên chơi mới nói ba là đây mẹ lên nhà mẹ ngồi cái ba này ba hôn mẹ đi cũng buồn vậy hôn mẹ một cái thì ba nói chung là quá nhanh đó giờ mà quá nhanh đột ngột quá tại chăm sóc ba lâu quá rồi giờ thấy ba vậy nó cũng cảm thấy cũng khó chịu lại nhiều dạ tại vì trước khoảng thời gian mà đầu dịch á là em có qua thăm nhà dạ, thăm ba mẹ mà thấy bác vẫn còn rất là khỏe luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái thời gian đó là em có qua thăm và bác rất là khỏe. Xong rồi tiên mới hôm nay em nghe tin là bác mất, cũng học hoàn nhanh quá. Rồi lúc mà trong dịch đó là
còn nói một câu với em mà, nó có đi làm hướng dẫn thì đi nhưng mà nhớ là phải khẩu trang phải diệt khuẩn, nhớ lắm. Chiều trưa sáng về lên kêu ba, ba không nhúc nhích gì đấy. Tại vì lúc mà ba bệnh đó là cái tay của ba co dữ lắm, rút cái tay lại bằng chân cũng vậy, cái này lên cái tay thì những mềm xèo đó mà thẳng tự động duỗi thẳng đơ ra, là nói chung là ba đi là cũng đi cũng nhẹ người chứ không có là dịch dưỡng như mấy người bệnh khác, mà đi là phải ở trước khi đi là phải dầm người đi rất là nhẹ, chết từ trên chết từ dưới chết lên. Tại vì hôm mà trước Tết em có qua thăm nhà thăm hai vợ chồng cô chú thì con hứa cô chú hứa với em là khi nào khỏe thì sẽ cho em qua làm cái chương trình game show là em đang làm là nối lòng đầu kép về những hoạt động của nghề, thì hôm nay em nghe tin là anh mới chạy cho có hôm bữa 23 Tết á, em có đưa mẹ đi tham dự cái chương trình lễ tất niên của cô Lệ Thủy, là cô bên Mỹ không có tội về đây được, mà cô có nhờ bên anh Thành Tơ á tổ chức, thì cái qua đó thì nói chung là lúc đó là cũng gọi điện thoại về live stream cho ba, ba cũng là ba cũng nói cũng nhìn cũng cười á. Nói chung là thật sự là nói em thì nói chung là chăm sóc ba nhiều rồi, thì cái chuyện mà ba mất thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lý từ hồi rất là lâu rồi, mà cái ngờ là ba đi nó nhanh như vậy. Ba em còn cái di nguyện gì cho gia đình? Hầu như là không nghe ba nói gì hết, mà nói chung là vậy là ba em sống từ nào giờ lúc là chân chất, không có như là con cháu không phải là như những người khác, là ví dụ như là mất rồi kêu con cháu phải làm này làm kia, không có chối, không có chối bất cứ một lời nào. Bởi vậy ví dụ cái những mấy người kia mất thì còn chối gia đình này, còn ba em là hầu như là chỉ nằm thôi rồi uống nước không, không ăn uống gì cả. Thật sự là cái tướng của ba lúc mà bệnh rất là khỏe, rất là bự cơm bơ con lắm. Em làm một mình khi em còn đổ mồ hôi, tại vì khi mà đỡ ba dậy tắm được rồi giờ nó nhờ mình đỡ rất là nhẹ nhẹ, như là cái cây nó không có gì gọi là sức lực gì hết, là em cũng đã biết trước rồi, biết trước mấy ngày nay rồi, biết là một ngày đó sớm muộn ba cũng đi nên mà không biết đi lúc nào. Có nghĩa là gia đình mình cũng đã có chuẩn bị tâm lý trước rồi. Tại vì thật sự thấy ba như vậy thì em với lại chị anh hai, anh ba với chị Tư cũng có làm với mẹ rồi, thì nói chung là mẹ cũng khóc hoài, nói mẹ ơi mẹ giờ mẹ đừng có khóc nữa, giờ ba chắc chắn là đã vậy rồi không có lấy làm rồi, bây giờ có thuốc có gì nó cũng vậy thôi, nói thiệt cho nên thôi ba tới đâu thì mình lo tới đó. Em cũng cảm ơn gia đình, thay mặt gia đình cũng cảm ơn mấy anh đến hỏi thăm chia sẻ với gia đình.